Một con muỗi thật to đã cắn vào tay vào chân của tôi. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng đã thì bàn tay và chân của tôi xích lên. Ngươi quá trời quá đất, 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 ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gãy thì bàn tay và chân của tôi xích lên. Ngươi quá trời quá đất. Một con muỗi thật to đã cắn vào tay và chân của tôi. Xuống ăn sáng đi kìa. Dạ, tụi con không ăn sáng cũng được mà chú. Đây, chú làm rồi nè. Ngươi quá trời quá đất. Cái anh bên đó, anh đang làm gì vậy chú? Ảnh đang có ước mơ sẽ trở thành ca sĩ đó con. Bảo vệ chó. Chó là bạn, không phải là mồi. Bảo vệ chó. Bảo vệ chó. Mấy đứa. Dạ. Tối rồi, sao không lên phòng nghỉ ngơi đi? Đứng đây hát hò la hét chi chân chó nó sủa vậy? Hả? Dạ con xin lỗi cô. Cô thông cảm nha, tại tụi con đang tập cho cái đại nhạc hội bảo vệ động vật bên khu phố 7 á cô. Tập tiếp đi anh. Ông Hà, mình nói tới đâu rồi? Một con chó đáng yêu như vậy tại sao lại không thương nó? Hãy bảo vệ chó. Hãy bảo vệ chó. Nhậu thì ra quán nhậu chứ sao lại ăn thịt luôn con chó. Hãy bảo vệ chó. Hãy bảo vệ chó. Chó là bạn, không phải là mồi. Bảo vệ chó. Bảo vệ chó. Chó là mồi, không phải là bạn. Anh đừng lại nữa nè, tại hai cái chữ đó nó lặp đi lặp lại á. Mình lặp lại nè. Bye bye. Ủa? Em đi đâu mà bận đồ lộng lẫy vậy? Đi cửa mắt nữa hả? Working with the dog. Working with the dog. Dắt chó đi dạo. À. Em đi nha. Đi thôi, Harry. Gì mà điều kiện tuyển gia sư. Đang là giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp, mình cũng chưa tốt nghiệp nữa. Sinh viên các trường nhân văn, trường sư phạm. Nhìn một hồi nhức mắt luôn á, mà mình không có được cái điều kiện nào trong đây hết. Bồ đăng ký vậy thêm hả? Không hợp với bồ đâu. Nhưng mà không sao đâu, mình ăn y á còn có thuốc chữa mà. Tôi chắc chắn luôn với sự chăm chỉ của tôi thì chỉ trong vòng 3 tháng thôi tôi sẽ trả được hết nợ. Đã vậy sắp thêm quần áo mới nữa. Vậy đi. Anh thấy em nuôi chó chi cho mệt. Có người yêu nè không? Nuôi người yêu sướng không? Mà anh thấy cái trường của em á mới thành lập được có mấy năm nay mà là cái tên trường khoa học xã hội và dân văn, nghe giống như là hàng fake của trường nhân văn nữa. Đúng rồi đó, người ta có chọn gia sư á, người ta cũng chọn sinh viên trường nổi tiếng chứ. Ai như bộ. Tôi nói cho bà biết nha, chưa chắc gì á sinh viên trường nổi tiếng dạy giỏi hơn sinh viên trường không nổi tiếng đâu nha. Học giỏi là một chuyện, nhưng mà dạy để cho người khác giỏi lại là một chuyện khác nữa. Tôi chắc chắn Diễm My 96 này sẽ làm được. Cố lên trường Diễm My. Ôi chào cô. Chào cô. Cô đi ra lặng thầm quá, cô nhẹ như gió vậy. Ôi. Nè mấy đứa, một năm có 365 ngày, không lẽ hai đứa dính chùm vậy hoài đó hả? Nhà mấy đứa đó không ai lo lắng, không có ai hỏi han gì hết à? Thì gia đình tụi con cũng biết rồi, tụi con sẽ cố gắng không làm gì cho mọi người lo đâu cô. Đừng nói là cô nhiều chuyện. Thay vì dính chùm nhau như vậy á, hai đứa nên tìm việc làm đi. Dạ, ra thì tụi con cũng có tính hết rồi đó cô. Cái gì vậy? Dạ thì con vừa cắt con vừa nói cho. Tôi không có cần. Dạ, ý là tụi con cũng tập luyện bữa giờ rồi. Sắp tới sẽ tham gia một cái cuộc thi casting. Nếu mà tụi con đậu á, tụi con sẽ trở thành người nổi tiếng. Nếu như không đậu thì con đi làm nail thôi. Thôi tùy mấy đứa, muốn làm gì thì làm. Mà thầy bói nói mặt con sáng lạng lắm luôn á cô. Mặt con là không bao giờ có cửa đi ăn mày đâu á. Cô! Sao con không tin vậy? Cười ai quá ai luôn cả nhà. Đúng rồi, thấy người ta đang miệng vậy mà còn gọi thoại chọc ghẹo tôi nữa hả? Bình tĩnh mày ơi. Giỡn chút xíu cho nó vui, trong nhà trong cửa mà. Kiểu đó hả? Bình tĩnh mày. Điện thoại kìa. Đủ rồi nha, tắt điện thoại đi. Không có gọi không vậy? Không có đâu, điện thoại thiệt. Dạ alo. Dạ phải rồi ạ. Ngày mai em qua nhà em gặp phụ huynh luôn hả anh? Là vậy em trúng tuyển làm gia sư rồi hả? Dạ em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Trời đất ơi. Ủa Phi về rồi hả? Làm trẻ lai quả chạy đậu vậy em ơi. Ai ơi nữa nói nghe nè. Hôm nay vậy thêm sao? Ổn không? Ổn gì mà ổn. Thằng nhóc đó hả? Nó giống như học sinh cá biệt vậy đó. Nó làm gì buồn hả? Vừa mới gặp đó. Tôi nói xin chào em. Đập một cái. Trời đất ơi tôi văng ra khỏi phòng luôn. Giờ mình mãi còn ê ẩm đây nè. Sao lúc đó bọn đánh nó đi? Hay quá. Nếu mà tôi đánh nó rồi, hai người có cho tôi 10 triệu không? Đôi giày đó. Ê. Ngứa quá đi. Xích dầu mà vẫn ngứa quá đi. Sao để trị được thằng nhóc đó bây giờ? Ngứa quá đi. Xích dầu mà vẫn ngứa quá đi. Anh ơi anh ngứa thì anh gãi đi, đừng có ồn có được không? Em đang rầu lắm nè. Vụ gì vậy? Hay là em có nên nghĩ gì không ta? Sao vậy? Bộ nhóc đó nó dữ lắm hả? Không phải nó là dữ bình thường đâu. Nó là siêu hung dữ luôn. Cái thái độ của nó giống như là nó là dân xã hội đen, dân anh chị luôn đó anh. Trời ơi, nó đánh em hả? Không phải, cũng chưa tới nỗi nó đánh em. Nhưng mà cái kiểu của nó, em sợ có một ngày nhiều khi á em làm cho nó điên lên á. Nó không chịu học, nó giết em luôn á. Trời đất ơi. Số sao kê tài khoản của bồ nè. Ừ, cảm ơn nha. Trời cái gì mà nhiều dữ vậy? Ôi, đôi giày đã hại tôi rồi. Em phải làm sao đây? Không được rồi. Anh thấy cái kiểu này á, em phải đi làm lại thôi. Ôi nhưng mà còn thằng nhóc đó là sao? Em yên tâm đi, anh chỉ em. Bây giờ em đi làm. Em chỉ cần đem theo cái này. Nó làm gì em xử nó liền. Em đừng có sợ nó. Phải cứng rắn lên. Không đi làm thì làm sao có tiền. Nhìn con mắt em coi, có thấy gì không, có bị gì không? Nhìn con mắt em đi. Có bị gì đâu. Mắt bên đây nè, con mắt bên đây nè, nhìn đi. Thấy gì đâu. Kỹ lắm rồi đó, không có gì. Không bị gì hết trơn hả? Chết rồi, như vậy là không có bị cái gì hết rồi. Cái gì? Sao mà không bị gì hết trơn vậy? Đáng ra con mắt em nó phải sưng lên. Rồi nó nhiều khi nó rỉ máu nó còn phải mưng mủ lên nó mới được. Trời ơi, em gì mà thế vậy? Không phải, chỉ có bị vậy thằng nhóc nó mới hối hận, cái nó mới học hành tử tế thôi à. Anh nhìn kỹ lại lần nữa đi, coi bên trong bên ngoài coi nó có bị cái gì không? Không bị gì hết hả? Có một cái cục lẹo nhỏ xíu à mà không có bị gì hết. Chết rồi, vậy là không được. Không được rồi. Trời không hiểu luôn á, bị gì vậy trời? Bị gì vậy anh? Không biết luôn. Sao rồi? Em ơi, coi giùm anh ơi, con mắt anh có gì chồng không ta? Có gì đâu anh. Có em đó. Trời ơi, dễ thương quá. Thôi mình lên mình coi xem sao. Mình đi lên xem người ta có bị gì không nè. Mỹ ơi, Tâm ơi. Hôm nay thời tiết đẹp quá ha. Anh, hay là mình đi biển thôi. Em nói cái gì vậy? Mình đang đi kiếm Tâm Anh mà. Mà hôm nay thời tiết đẹp thiệt ha. Mình đi biển là hết sảy luôn á. Thôi nhưng mà không được, mình phải đi tìm Tâm Anh. Anh thấy không cần đâu, Henrik tìm được rồi, mình đâu có cần phải tìm. Đúng rồi á. Vậy thì còn chờ gì nữa? Vũng Tàu thẳng tiến. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Làm gì mà uống nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. Để tôi. Sao? Tôi bình thường, tôi đứng được, tôi không có sao hết á. Đúng rồi, cô thì không sao, tôi mới là người có sao nè. Chắc là lần đầu cổ bị như vậy á, cậu thông cảm nha. Đi. Em chuẩn bị thi tiếng Anh rồi. Học tiếp đi. Học bé đi. Cái mất nết. Tôi mà thi rớt tôi về tôi quét mẹ tôi đuổi gì cô coi. Thôi đừng bỏ qua đi. Cái con bé này bình thường nó mới vậy đâu, nó xỉn lên nó mới vậy đó. Thôi thôi, đi đi đi, mình đi nè. Đi về. Đi nha. Thôi xin lỗi nha, đừng đừng ăn nha. Đi đi. Cúi đầu xuống. Một tà, hai tà, ba tà, bốn. Sao cứ quên cái động tác cưới rồi vậy? Cái đó là điểm nhấn của tụi mình mà. Làm lại đi. Làm lại đi. Một tà, hai tà, ba tà, bốn. Đúng rồi, lại nè. Một tà, hai tà, ba tà, bốn. Ủa, Minh hai người đang tập động tác mới hả? Đúng vậy. Trời ơi, tập từ sáng giờ luôn á hả? Ừ, phải khổ luyện chứ em. Mồ hôi mồ kê quá trời luôn kìa. Mà khổ luyện chi vậy, cũng đâu có ai mời xô đâu. Nè nè, em nói gì vậy Diễm My 96? Em nói giỡn mà. Em giỡn nhưng mà có hôn nha. Ừ, biết rồi, không giỡn nữa. Bình thường sự khổ luyện của tụi anh hả? Có. Dạ anh chị. Hai đứa đi đâu mà sớm vậy? Dạ anh chị. Dạ, tụi em tranh thủ đi tìm việc làm á. Đi tìm việc làm á? Bây nè, đợi chú xíu. Ráng tìm nha em. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, khó kiếm việc lắm á. Dạ, tụi em biết rồi. Thì đó, khó kiếm việc vậy cho nên mới có người giả bộ làm sinh viên trường nhân văn. Em đâu có giả bộ đâu. Tại gia đình người ta hiểu lầm trước chứ bộ. Nhưng mà không biết gia đình phát hiện ra mặt bồ đã đâu hơn. Em nói gì đi chứ. Im rồi vậy. Đố anh biết em đang nghĩ gì. Hát nữa hả? Em đã hứa là em trả là em sẽ trả mà. Em cũng biết là con bé đó nó đâu phải khá giả gì đâu. Tiền kiếm cực khổ em biết hết luôn á. Tại vì em bức quá em mới mượn thôi, nhưng mà em sẽ trả. Có một bài em xài hoài luôn á. Em không bao giờ mà em nghĩ cho người khác. À, cái em hứa người ta là sáng nay trả nè, rồi đâu cuối cùng sao? Em thấy mạnh miệng không My? Đây là lần thứ mấy bồ nói xạo rồi, ai mà tin bồ được. Tôi có, tại vì ba tôi đang giận tôi cho nên mới không chuyển tiền cho tôi thôi. Anh Quốc cho em mượn tiền nha. Ừ, em nghĩ anh có tiền luôn á hả My? Em bây giờ em lầy vậy luôn hả? Tới anh mà em còn mượn được hả My? Thì anh cũng phải có tiền dành dụm ơi. Chị My ơi. Ơi. Gì? Dạ chị My đâu anh? Em tìm chị My hả? Dạ. Chị My không có dưới đây đâu. Đây nè em. Chị ơi, chị làm gì dưới đó vậy? Ơi, chị đang cột dây vàng. Ủa, em qua rồi hả? Ê, ngồi xuống đây uống cà phê với chị. Thôi My ơi, có cà phê nữa hả? Ồ, quên không có cà phê. À, để chị chạy đi mua nha. Thôi em diễn kìa. Ôi ngồi xuống đây đi, cà phê cà pháo gì. My à, My, mọi người rất là thương em luôn á, nhưng mà sao em diễn xuất ghê quá vậy, có một bài em làm hoài. Dạ thôi khỏi đi chị. Mà giờ chị có thể đưa tiền lại cho em không? Rồi em đi ra gửi ngân hàng luôn. Ồ, tiền của em á là chị tính đưa cho em rồi, nhưng mà tại vì chị có cái chuyện đột xuất á. Em cứ đi làm công chuyện thêm một vòng nữa đi. Em quay lại đây là chị sẽ trả hết tiền cho em luôn á. Mà lát nữa là chừng nào hả chị? Ừ, khoảng 3 giờ chiều á. 3 giờ hả chị? Lại là 3 giờ. Hứa thật nhiều, thích hứa thì cũng thật nhiều, thích thì tôi nhét, thích thì nữa đi My à. 3 giờ chiều nay em mà trả được cho con Tâm Ý, anh hứa anh sẽ đi thắt bính cái đầu anh. Anh sao á? Em nói 3 giờ trả là em trả mà. Em đi kiếm gì làm thêm vòng nữa đi nha. Chị lên ngủ xíu. Chị ơi. Ừ, 3 giờ mà. Nha, nói chuyện với anh chị đi. Thôi, em tạm tin chị My lần nữa cũng được. Chứ giờ làm gì được nữa. Tính con bé My nó đã dậy rồi còn nhào nhào vô nó không biết. Mà có tiền không cho anh mượn với? Dạ. Cho anh mượn 200 anh đi làm tóc cái. Anh à. Anh dở mà. Thôi, nói chứ có tiền cho chị Mai mượn với em. Dạ. Anh này cứ giỡn hoài. Có anh giỡn nữa mà. À. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Dạ con chào cô. Dạ con chào cô. Mấy đứa là? Dạ tụi con đến đây để thuê phòng ạ. Chỉ 2 giây đầu tiên khi cô Liễu nhìn thấy Văn Quốc, đúng như quy luật đó, một thành kiến không thể thay đổi được, mang tên Nguyễn Văn Quốc. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Ai đánh cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Ai đánh Tôi chứ còn ai nữa. Ai đang cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Ai đang cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Ai đánh cắp tim em? Tôi chứ còn ai nữa. Còn cháu của tôi phải không? Tôi chứ còn ai nữa. Tôi chứ còn ai nữa. Chị cô sao vậy cô? Sao lại dám ăn hết cháu của tôi vậy hả? Đâu có, con ăn hồi nào. Rõ ràng là con vừa giận tôi chứ còn ai nữa mà. Cái đó là con đang đọc rap. Con đang đọc cái bài hát mới mà. Nè, còn chối nữa hả? Nồi cháo hôm qua cô nấu đến sáng nay cô ăn, vậy mà nó mất tiêu hết trơn rồi. Ăn như vậy mà còn chối vậy hả? Không có, con nói thiệt, cái đó là bài hát mới, hát đi em. Ai đánh cắp tim tôi? Tôi chứ còn ai nữa nè. Cô nói vậy nè. Cô ăn mà con tin đó nữa hả? Có chuyện gì nhà mà cả nhà mình sao ồn ào quá vậy nè? Tự nhiên ai ăn hết rồi cháu, bây giờ cô đổ thừa cho anh Quốc nè. Cô có ăn không vợ? Vậy thôi á hả? Vậy thôi tôi đi lên lầu trước. Ê hả? Mặt của bộ. Ai con? Nó là người nghiện cháu nè. Thì ra là con hả? Trời ơi, sao con lại ăn hết nồi cháo của cô vậy hả? Con xin lỗi cô, tại vì hồi sáng con đói mà con hết tiền rồi, con ăn cháo của cô. Sao lại tùy tiện như vậy? Ít ra thì cũng phải nói cho cô biết chứ. Em còn giả bộ tội nghiệp nữa hả? Em có biết nãy giờ cô tưởng là anh cô nhéo anh đau lắm không? Bây giờ không để anh nhéo lại em. Thôi cô biết như vậy là sai rồi. Cô nhéo nó một cái cho con đỡ tức coi. Cô hứa là cô sẽ nấu lại cái nồi cháo thiệt là ngon, thiệt là bự cho cô nha cô Liễu đẹp. Con quỷ này diễn thấy ghê là cô. Cô gì nữa? Sao hồi nãy nhéo con dữ lắm mà dễ dàng quá vậy? Coi như con xui đi. Hãy mổ. Con quỷ đi, đứng lại đi. Mày đứng lại đi. Còn nữa. Còn nữa tôi cháo. Tôi lên ăn tiếp đây. Nè mấy đứa. Dạ. Dạ cô. Dạ. Tháng này xài tiền điện nhiều lắm đó nha. Dạ. Sáng đây cô ăn sáng với tụi con nè. Thôi khỏi đi. Nè, mấy đứa có nghe có cái mùi gì đó kỳ kỳ á, thùm thủm kỳ lắm. Con đâu nghe thấy mùi gì đâu cô. Có, rõ ràng là có mùi mà. Con đâu thấy mùi gì đâu. Ngửi kỹ hình như có mùi nha. Hay là mùi của con chó Henrik? Không phải là Henrik, mà là mùi hôi chân. Mùi hôi chân hả cô? Phải. Con đâu thấy mùi gì đâu. Con cũng đâu nghe mùi gì đâu cô. Cậu kia, ăn xong làm ơn vô phòng tắm giùm một cái. Dạ. Cô nói con hả cô? Chứ còn ai nữa. Tôi để ý, từ hồi mà cậu bước vào cái căn nhà này nè, nhà này có cái mùi gì đó rất là kỳ lạ. Cô ơi, cô hiểu lầm, không phải đâu cô, con tắm rửa sạch sẽ lắm cô. Đúng rồi đó cô, ảnh tắm rửa sạch sẽ lắm. Nè, nói phải nghe chứ. Ở trong căn nhà này á, làm ơn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Ăn xong đi vô tắm một cái. Con nói thiệt mà sao cô không tin con vậy? Không phải con hỏi đâu cô. Nè, không tin cô hửi chân con coi. Đâu phải mụn con. Con nói thiệt mà cô. Mọi người ơi, tôi nói thiệt có tin tôi đi mà. Mọi người hửi thử miếng đi. Không phải của tôi đâu, tôi nói thiệt. Mà thì ghê quá à. Không phải cái mùi đó là của tôi. Mọi người hửi miếng đi mà. Bà chủ ơi, tôi là chó nên đánh hơi rất giỏi. Cái mùi hôi đó bốc ra từ người của Juliet. Chào cô. Trời. Nè, cậu làm cái gì vậy? Dạ, tập xong rồi thả tạ thôi cô. Ủa, mọi người đâu hết rồi? Sao bữa nay yên ăn quá vậy? Dạ, chú em thì đi phỏng vấn rồi. Còn bé My thì đi dạo rồi cô. Còn Mai đâu? Hai đứa lúc nào cũng như hình chỉ bóng mà. Bé Mai hả cô? Ê, qua bên kia nói chuyện. Đừng có đàn chi vậy. Bé Mai về nhà thăm gia đình rồi cô. Còn ở đây mình chi? Sao không kiếm chỗ nào đi dãy khoai cho đỡ buồn? Con đang tập tạ. Con có đồng ý cơ thể con như vậy nữa, con phải thay đổi cô à. Nói hay lắm. Để coi tập được bao lâu. Cô ơi. Hả? Mẹ cá vô dặn cơ cô. Phòng không chịu ngủ, ra đây cứ nằm ám đi hoài. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, ướt cáo rồi. Nè, cô đang làm gì vậy? Dạ, bị ướt cáo, phơi cái áo. Nè, sao lại quần áo vào đây? Hả? Dạ. Cô bị ướt cáo. Ê, cô có sao không cô? Đừng gì tại đó, không được bước lại đây. Không phải, con thấy cô bị chảy máu nè. Đừng, đừng đâu. Mọi người ơi, anh Quốc về nè. Sao rồi? Bệnh viện về rồi hả? Cái vết thương sao rồi Quốc? Cũng may là không sao á. Ôi, công nhận anh Quốc siêu thiệt luôn á. Ăn nguyên cái thớt vô mặt mà mặt không có bị cái gì hết trơn nè. Hay quá ha, gặp người khác đó là ngậm củ tỏi luôn rồi. Nè, cô nói gì vậy? Thôi cô xin lỗi nha. Con lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe ha. Cô ơi. Hả? Chuyện gì? Tại sao cô lại lấy cái thớt tán như mặt con vậy? Trời ơi, Quốc, Quốc ơi, Mai ơi, Quốc. Anh có sao không anh? Đưa vô bệnh viện Mai ơi. Trời ơi, xe để chở từ bệnh viện về con còn phải không? Hả? Không sao, lần này phải tại cô, đừng lo quá. 1, 2, 3. Vô. Dạ. Ừ, Du Lan đi đâu hả? Liễu ơi, thật sự con rất là quý cô luôn á Liễu. Cô biết mà. Cô quá đáng với con lắm luôn. Thôi mà, cô đã xin lỗi rồi, bỏ qua cho cô đi mà. Thôi, cô rót bia cho con nha. Uống rồi xí xóa hết mọi chuyện cho cô ha. Từ giờ là con sẽ trở thành người cực kỳ tốt. Cô Liễu sẽ là cô Liễu. Cô biết rồi. Vô. À, không cần gót thôi, uống ly với con nè. Con với cô phải là một. Uống ly với con rồi cô Liễu. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi Liễu ơi. Uống đi. Giờ này con thấy cô đẹp quá rồi Liễu. Da cô lúc nào cũng trắng nõn. Vô. Anh của Du tỏ tình đấy thì sao nào? Vì 2 tháng tiền nhà đấy thì sao nào? Cô Liễu, qua cái cuộc nhậu này là con hỏi cô đã hiểu nhau rồi. Phải. Coi như mình xí xóa hết nha cô. Được. Cô Liễu à, cô quý cô lắm, cô Liễu. Mong bà mau hết bệnh. Ai đó, vào đi. Dạ, con chào cô. Cậu là... Cô không nhớ ra con là ai hả cô Liễu? Cậu... Quốc. Cậu Quốc. Dạ. Cậu Quốc. Gặp lại con cô vui lắm hả cô Liễu? Cô Liễu, dạo này cô khỏe không? Khỏe. Tôi khỏe lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cũng 20 năm rồi cô Liễu ha? Phải. Chà, da cô vẫn trắng như xưa cô Liễu. Sao? Trời ơi, tay tôi đang đau mà. Trời ơi, làm gì cũng chụp chạc hết đó. Trời ơi. Cô Liễu. Chắc cậu hỏi thăm sức khỏe của tôi xong rồi. Cậu đi công việc ha? Đâu khó đâu cô. Hôm nay con rảnh. Con tính ở đây thăm cô cả ngày luôn á. Cho con hỏi thăm chút công chuyện được không? Dạo này cô có liên lạc với lại Julian với lại con bé Diễm My không? Không, lâu lắm rồi tôi không liên lạc với tụi nhỏ đó. Tôi không biết gì hết á. Ôi trời ơi, cái lưng của tôi. Ôi, tôi đau lưng quá. Cậu muốn làm gì thì làm. Sao vậy tôi phải nằm nghỉ ngơi một chút nha. Mới nói chuyện xíu mà mệt rồi hả cô? Mệt lắm. Vậy thôi cô nghỉ đi. Nè, cậu làm gì vậy? Dạ. Cô làm gì vậy? Dạ hôm nay con rảnh, con tính nằm đây đợi khi nào cô khỏe vậy nói chuyện tiếp. Cái giường này á, sao sáng nay có một bệnh nhân vừa chết do bệnh truyền nhiễm đó. Cô nói cái gì? Thiệt hả? Thiệt. Không sao đâu, sức đề kháng con tốt lắm. Ủa, cái gì mà cô giấu vậy cô Liễu? Hay tặng quà cho cô hả? Đâu cho con mượn coi. Trời ơi, cái kẹp này đẹp ghê đó cô. Chắc là mắc lắm á cô Liễu ha. Đồ của cô có đụng vào. Trời ơi. Cô lại có bộ nhí nữa chứ gì. Trời ơi. Bay nó bả không à. Cái tính cô hoài không bỏ nha. Thôi cô nằm nghỉ đi, con đợi cô ha. Cô Liễu ơi, ồn vậy sao con nghỉ cô Liễu? Dạ. Thành kiến của cô chủ nhà về Văn Quốc ngay từ lần gặp đầu tiên cho đến lúc chết đúng là không thể thay đổi được. Làm ơn mau đi bắt hắn giùm tôi. Thành kiến của cô Liễu về Văn Quốc hay lấy trộm đồ của người khác là một ổ bệnh, thường không tắm rửa, là kẻ bạo lực, là kẻ lười biếng, là kẻ hèn nhát, là kẻ dê sòm, là kẻ bất lịch sự, là kẻ không có tương lai.